Xin kính chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Trân. Cả nhà ơi, theo lời yêu cầu của hai đứa nhỏ, hôm nay Trân làm món bánh hỏi heo quay. Mời cả nhà cùng dùng bữa với gia đình Trân nha. Dạ, mời cả nhà. Heo quay này là Trân mua, tại vì Trân thích ăn kiểu Hồng Kông á cả nhà. Heo quay này là chỗ cùng chỗ mà dịch quay hôm trước Trân có quay một cái video rồi đó. Rất là ngon. Da nè, cả nhà coi. Trân mua về 2-3 tiếng, giòn rụm luôn. Ở đây là quay kiểu Hồng Kông. Da thì giòn mà thịt rất là mềm, rất là ngọt. Mời cả nhà. Dạ, mời cả nhà. Thôi không chan nước mắm đâu. Dạ. Ở đây bánh mì nấu hoài, lâu lâu cho ăn món này món kia đi, mua món này món kia thêm ăn đi, để nấu hoài tụi nó ngán. Mấy đứa trẻ nó không thích nấu ăn hoài cả nhà, thích ăn hoài hơn. Hồi xưa Trân trẻ cũng vậy, Trân cũng thích ăn hoài lắm, thích ăn cơm nhà lắm. Bây giờ bắt đầu lớn tuổi rồi thì Trân thích ăn ở nhà hơn, mà cũng nấu rồi cũng mua món này món kia về quay review này nọ, chứ nấu hoài biết là tụi nó ăn không nổi. Đồ đó ăn không nổi, chân mình ăn đâu, đâu không nổi đâu cả nhà. Có giá đó không? Rau bỏ vô. Nếu mà mình ăn mỗi người tô quá thì chân sẽ cắt rau nhuyễn bỏ vô. Nhưng mà tại vì làm video quay gì để gì cho nó hấp dẫn nha cả nhà. Có rau ơi, giúp cá nè, rau húng lủi nè, tí tô, dưa leo giá. Này là rau của bà chị hôm bữa bà cho, có salad, có cần nước, ngon lắm, đủ thứ loại rau hết. Này để ý cái hàm rồi Trân sẽ chan nước mắm nha. Bà Trân ăn với nước mắm chua ngọt nha cả nhà. Ngon không con? Đúng không? Cũng lâu lắm rồi, nhà Trân không có ăn món này. Lâu lắm rồi đó, nhiều tháng rồi không có ăn. Nó kêu Trân là quay món này mấy ngày rồi mà Trân chưa có quay. Mỗi lần đi chợ xa lắm cả nhà, đi xuống chỗ này mua đi về mất 2 tiếng đồng hồ. Đi vòng vòng 2 tiếng đồng hồ. Mời cả nhà. Tính ra heo quay mua về nãy giờ vậy mà còn giòn quá. Giòn rụm mà. Bây giờ rất dữ. Ngay vô giòn. Nhớ mua mấy chỗ ngày xưa mua lúc nào cũng da, mua về nó cũng bị mềm. Đúng rồi. Mua mấy chợ kia nhớ không? Bữa tụi con mua về á. Trời hồi đóng hộp nó cái da nó dễ bị lắm. Mà mua heo quay chứ. Dục đi như đem về dọc đường. Đừng có để nắp lại. Hở nó ra. Ở cái nắp ra rồi cái bịch đi lông cũng đừng có cột, con cột để nó hầm là nó mềm hết. Ăn món rồi sặc đau quá. Món này đơn giản mà ngon, dễ ăn, có rau cải là ngon. 2-3 ngày nay ăn thiếu rau á. Mới mình lấy đó. Thank you. Bữa mình ăn fast food đâu ra. Bánh hỏi là bánh hỏi cô kia nha. Ngâm nước sôi, sắp từng lớp lên. Ngâm nước sôi 3 phút rồi lấy ra là xong. Y chang bánh hỏi bên Việt Nam luôn. Không đụng, bây giờ mới cái đồ khô. Làm hay. Bỏ rửa xuống. Sorry. Y chang hay múc cái gì mà không phải để ra rửa xuống. Không được bưng lên. Ừ.
Để gọn gàng xuống rồi mình bắt đầu mình mới múc mới làm gì làm. Ngon. Có nhiều lần cho mua heo quay chỗ khác á, chan nước mắm vô ăn nó mặn, đúng không? Ừ. Cái phần thịt nó mặn ướt không có điểm. Ngay phía dưới cái thịt đó, mặn nữa. Ngay cho mua 3 phao. 3 phao là từ tới ký rưỡi của mình. Ừ. 3 phao, ký rưỡi 51 đô. 50 đô là 51 đô. Là cỡ 1 triệu 2 đây nha. Như đó 1 triệu 2. Chưa tính rau cải và bánh hỏi. Rau cải bánh hỏi nữa cỡ 7-8 đồng nữa. Coi như 10 đồng nữa đi. Giá đi leo được. 1 triệu 2 với 200 đi. Cỡ 1 triệu 4 thôi nha. Ăn nhiều đây thôi, 1 triệu 4 đó. 60 đô. Vậy nó bán 14 đồng mấy một phao. Này 3 phao, 3 phao cộng lên là 1,5 ký. 14 đồng mấy một phao. Thịt sống thì ngoài chợ bán 3 đồng mấy. Quay lên bán 14, 15 đồng, 14 đồng mấy. Bữa nào Trân cũng thử làm heo quay trong lò nướng không dầu thử coi có thành công không, nếu mà thành công Trân sẽ quay. Thấy nhiều người làm ai làm cũng thành công hết, để Trân làm thử. Tèo ơi ồ quá con, mỗi lần mắm mì làm video là con sầm à, nổ cắn dép tối ngày. Đôi dép của ai cũng bị nó hết. Đi vô phòng quay ra là mất đôi dép, vô phòng quay ra là mất đôi dép. Biến nói cho nó cười. Nãy đi đeo vô phòng cười hả hả? Nó thấy anh Bảo bị la xong khoái lắm hả? Cười hả? Tại vì những dép, mốt cách sinh nhật nó mua cho nó mấy đôi dép. Ừ. Nhớ nha. Mốt tính cái ngày mình rước nó về là ngày sinh nhật của ông Tèo. Mua quà cho em là mua dép nha. Mua dép đủ màu hết, mua mỗi loại màu khác nhau. Ăn thịt nhiều chứ được không? Ăn đi lát có sức đá banh, ăn đi đá banh. Nó là cái ở dưới sân, dưới gần bê lê có cái sân chuyên cho đá banh. Có trả tiền không? Có. Nhưng mà đội con 20 người lớn. Nhiều tiền? 10 đồng anh. Tại cái chỗ mới xây lên không? Không, sân này là lâu rồi. Ờ. Cái chỗ cái phạt mới xây lên nó là gì ha? Hoặc đó hoặc Elite Center. Ừ, nó là gì? Đối diện của A Hùng. Ờ hả, nó là gì vậy? Nó là cái khu giống như gọi là cái center của Elite vậy đó. Ừ. Cái trung tâm của Elite vậy đó. Mình không hiểu cái gì trong đó. Nó giống như là cái khu gọi là khu center của Elite vậy đó. Nó có mấy khu đi chơi này nọ, giống như gọi là port, giống cái port center vậy đó. Đúng rồi, mình vô thử thôi. Con tụi con cũng chưa, tụi con đá nó xong sâu, tụi con đông quá rồi, cái tim nó cũng giống vậy đó. Nó cũng giống vậy. Đúng rồi, không hiểu nó lại gì. Hồi xưa mình hay đi lại đá banh nhớ không? Ừ. Đúng rồi, Việt Nam mới qua. Nhưng mà không biết gọi sao cho đúng nữa, nhưng mà cái nó gọi là cái center. Giống như Việt Nam mình gọi là khu văn hóa. Đúng rồi đó. Khu văn hóa quận này, khu văn hóa quận kia rồi đó. Như nó có nhiều thứ trong đó. Nó làm cái clip mới hơn. Ờ, nó có bơi không? Nhiều lắm, bóng rổ. Ồ, vậy hả? Bóng rổ. Lúc trước nó là một cái công viên thôi nha. Bây giờ nó xây lên nguyên một cái tàu, một cái tòa nhà vậy đó. Bóng rổ đá banh trượt. Nằm hết bên trong đó hả? Bóng rổ đá banh trượt băng. Wow. Trượt skating á, không trượt mà gọi là trượt ván á. Ừ. Rồi nguyên một cái sân đá banh, sân cỏ nữa. Ủa, nó nghĩa đâu, bự dữ lắm. Bự lắm, mày đi vô trong á, outdoor một phía mé phía trong. Wow. Có khu bự cho mấy đứa nít chơi rồi này nọ, thú nhúng rồi này nọ. Ừ. Bữa nay mình đi chợ nha, đi vô quay.
Má mày cũng chưa biết chỗ đó là gì luôn á. Lúc mới qua mình hay ra đó đi bộ á. Ngon lắm. Lúc trước mình ăn bún nhiều ha. Từ lúc mình đổ qua ăn bánh khỏi rồi. Không có ăn bún nữa. Xuất sắc. Nó mềm. Ở ngoài thì giòn, mà ở trong thì nó mềm, mọng nước, đã. Nghe hàng này à. Có cái tàu, nhiều quá. Mà tàu không biết tàu Hồng Kông, tàu Trung Quốc vậy. Không phải tàu gì. Không phải tàu chợ lớn. Ăn hoàng nó nhúc nhích luôn cả nhà. Ba phao thịt sống không thấy nhiều mà sao ba phao thịt quay nó nhiều dữ vậy cả. Quá trời. Cái này dư chắc bởi thằng chân đem đêm. Kho cải chua. Giờ không ăn nữa. Hồi xưa đó, trước khi làm YouTube, nhà Trâm ít đồ ăn, tại Trâm không ăn, Trâm không dám ăn nhiều. Bây giờ là thôi đồ ăn là ngập tràn. Sợ nhất là làm ra ăn không hết. Chứa cái qua ngày sau cái chân làm video mới đó là cứ đồ ăn cái dư. Đây là lá chua cả nhà. Kêu là lá chua đó mà không biết cái bên Việt Nam mình giờ có trồng lá này. Hồi xưa bên Việt Nam chưa không biết lá này. Mà qua đây chừng thấy lá này ăn ngon. Bà chị bà trồng bà cho. Bà đó là chuyên về rau. Chân mà thích ăn rau mà lại không biết trồng rau. Chân trồng gì chân thấy nó cũng chết đó, mua cái bụi cây gì mà trồng trong nước vậy. Để thấy nó cũng sắp ngẫm rồi. Mua mấy cây trồng trong nhà cũng vậy, cho không biết trồng. Bưng. Nướng hấp dẫn. Ăn không lắm. Đây là cho mua ba loại. Ba loại là đúng rồi. Ba chỉ. Chút xíu mỡ. Cái giòn à. Tôi mua ra, tôi bỏ lên xe, tôi đi chợ nữa, đi vòng vòng chợ này nọ nó về nó chứ chồng. Ngon không? Ừ.
Hai mẹ con mình ăn được phao rưỡi không? Không tới, nhưng mà nhiều thì đó ăn được lẩu lắm. Chắc không phao à? Ăn được bao rồi cái nhỉ? Không những quay lên rồi ba phao mới nhiều. Bình thường mình ăn có 1 phao rưỡi. Chân còn định mua 4 phao. Đúng là mua đồ ăn cái con mắt không lớn hơn cái bụng. Rồi hai mẹ con chân ngâm cũng ăn xong rồi. Trân xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Trân. Xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye.